7 câu chuyện cuộc sống, nghe xong lòng thảnh thơi, tâm thanh thản. Nghe những câu chuyện này, cảm thấy lòng thảnh thơi, tâm thanh thản và nhẹ lòng. Cùng Vân Anh nghe 7 câu chuyện để có thể thư giãn và dễ ngủ hơn các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất, ăn mày cửa Phật. Trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ được điều này, được điều khác. Người giàu thì mong sẽ giàu hơn. Người nghèo thì mong mình được như người giàu. Để rồi họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin. Sự cầu xin này cũng như là ăn mày với các đấng thần linh, mà họ không hiểu các đấng thần linh này có giúp được cho họ hay không. Có một ông lão kéo một chiếc xe gạo nặng nề, đang lê bước trên đường, vừa đi vừa thở hổn hển, trông có vẻ rất mệt. Bánh xe chao đảo va vào một cục đá bên đường, làm cả xe gạo đổ nhào xuống hết. Ông lão cố hết sức nâng xe gạo lên, nhưng trong tình thế bất lực và mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Trời thì nắng chang chang, thế là ông ngồi bệt xuống đất. Khi nhìn xung quanh, ông thấy một ngôi chùa. Bên ngoài ngôi chùa là những chiếc xe ô tô đậu san sát nhau. Vẻ mặt đăm chiêu và phiền não, ông suy nghĩ và nói thầm. Người vừa sinh ra thì đã giàu, còn kẻ làm lụn vất vả cả đời là chẳng có gì. Một Phật tử nghe thấy và nói, ông đã đến cửa Phật sao không vào thành tâm cầu nguyện, lại ngồi đây than thân trách phận. Ông có thấy chùa Phúc Lai bên kia đường không? Tôi nghe bảo chùa đó rất thiêng, chả thế mà khách thập phương cứ kéo đến ùn ùn. Đứng từ xa nhìn, ông có vẻ ngơ ngác. Một vị tăng bước tới và nói, thí chủ lần đầu tiên đến đây phải không? Ông lão, vâng, thưa thầy, lần đầu tiên con đến nơi cửa Phật nên chẳng biết cầu nguyện ra làm sao, mong thầy chỉ dạy. Vị tăng, thí chủ thỉnh cầu điều gì? Ông lão quay nhìn những người kia và nói, con cầu xin Đức Phật ban phát sự công bằng. Vị tăng, công bằng ư? Ông lão, vâng, thưa thầy, con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bần hàn, không được học hành tử tế. Từ bé đã phải tự mưu sinh, lớn lên lấy một người vợ nghèo và nai lưng làm lụm như trâu bò để nuôi bầy con nheo nhóc. Cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ thế bám theo con dai dẳng. Trong khi có biết bao nhiêu người khác sinh ra trong một gia đình giàu sang, chẳng cần cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy không công bằng. Nếu Đức Phật linh thiêng, xin người hãy ban cho con một ít may mắn của những người kia. Vị tăng, như người kia ư? Ông lão, chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang quý phái cỡ nào rồi. Nhưng người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi, họ làm gì mà giàu sang lắm vậy? Vị tăng, cái đó ta không biết, nhưng khi tới đây họ cũng chỉ là ăn mày cả thôi. Ông lão, ăn mày ư, thưa thầy? Vị tăng, đúng, ăn mày cửa Phật. Ông lão, nhưng nhìn họ giàu sang quý phái, có thiếu gì mà phải đi ăn mày? Vị tăng, sống trên cõi đời này, mấy ai thỏa mãn với những gì mình đang có. Không tin, thí chủ cứ lại gần họ xem. Ông lão tò mò đi tới gần mọi người, ép sát và lắng tai nghe thử họ đang nói gì. Một anh thanh niên lớn tuổi mặc áo vest, thắt cà vạt trông rất chỉnh tề và lịch sự nói, cầu xin Đức Phật cứu giúp công ty con khỏi bị phá sản. Hàng trăm gia đình công nhân đang trông chờ vào công ty, đang trông chờ vào sự chèo lái của con. Mô Phật. Một người phụ nữ bên cạnh lớn tuổi khóc thút thích và nói, xin người rủ lòng từ bi cho con sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Xin người đừng để con phải chịu những cơn đau hành hạ dày vò. Một cô gái trẻ tuổi đứng gần đó, khuôn mặt có vẻ buồn rầu ủ rũ cũng nói, năm nay con đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu thương. Con vô cùng buồn tuổi, con chỉ xin ngài linh thiêng cho con chút dung mạo để con tìm được một tấm chồng. Xin người ban phước, mô Phật. Ông lão nghe những lời ấy mà lòng cảm động rơi nước mắt. Ông nói lên một tiếng, tội nghiệp quá, và đứng dậy bỏ đi tới chỗ vị tăng ngồi. Thưa thầy, họ cầu xin rất nhiều điều, hóa ra họ toàn là ăn mày thật. Con cứ nghĩ trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn con,
chứ ai biết được họ cũng nhiều nỗi khổ đến thế. Ngẫm ra con còn có nhiều điều hơn họ, như sức khỏe, sự vô tư chẳng hạn. Vị Tăng: đúng vậy, cuộc đời công bằng với tất cả mọi người, an phận với thực tại và cố gắng hết sức mình để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, đó mới chính là một cuộc đời hoàn mỹ. Ông lão nghe xong tỉnh ngộ, tiếng chuông vẫn vang trong không gian ngày một xa dần. Câu chuyện thứ hai, tỉnh dậy. Thế gian này có quá nhiều chuyện phiền não, vì vậy rất nhiều người đi gặp Phật Tổ cùng hỏi về một vấn đề. Con nên làm thế nào mới không còn những điều phiền muộn? Phật Tổ cho đáp án đều như nhau. Chỉ cần buông tay, con sẽ thôi không phiền não nữa. Có một người thanh niên cho rằng mình thông minh nên tỏ ý không phục. Bạn đi gặp Phật Tổ và hỏi: trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn điều phiền não. Nhưng người cho họ giải pháp đều hoàn toàn như nhau, vậy chẳng khác gì buồn cười lắm hay sao? Phật Tổ không nổi giận, chỉ hỏi ngược lại chàng thanh niên: buổi tối con ngủ có thường hay nằm mơ không? Đương nhiên là có, chàng trai trả lời. Vậy mỗi buổi tối nằm mơ, giấc mơ đều như nhau không? Phật Tổ lại hỏi. Đương nhiên là khác nhau rồi, chàng trai trả lời. Con ngủ hàng ngàn hàng vạn lần thì sẽ mơ hàng ngàn hàng vạn lần giấc mơ. Phật Tổ mỉm cười nói, nhưng cách kết thúc giấc mơ đều như nhau cả, đó là tỉnh dậy. Câu chuyện thứ ba, cho tôi bát nước. Tôi không quan tâm gì đến đẳng cấp, tôi chỉ biết rằng cô cũng là người như tôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói đẳng cấp có thể tạo ra sự khác biệt giữa người này với người kia. Ananda là đại đệ tử của Phật, là em chú bác của Phật. Ngài từ bỏ đời sống phương giả, xuất gia theo Phật, hầu cận bên cạnh Phật suốt đời. Ananda là đệ tử thông minh nhất, đa văn nhất của Phật. Tên Ngài thơm trong kinh. Chuyện về Ngài làm đẹp sử Phật. Ngài lại là người có dung mạo đẹp đẽ không ai bằng. Vì vậy mà có chuyện sau đây. Một ngày kia, tôn giả Ananda trở về tịnh xá sau khi đi khất thực. Ăn xong, Ngài cầm bát đi tìm nước uống. Bên đường, một cô thiếu nữ đang thả gạo trong giếng. Ngài bước đến gần, tay bưng bát không. Brakiti, cô thiếu nữ: thưa tôn giả, Ngài cần gì ạ? À? Ananda: tôi xin cô bát nước. Brakiti: con là dân hạ tiện. Ananda: tôi chỉ cần nước uống thôi. Brakiti: con là dân hạ tiện, không ai uống nước của con. Ananda: tôi chỉ xin nước uống cho hết khát thôi, nước làm cho bất cứ ai đều hết khát cả, đâu có phân biệt đẳng cấp. Brakiti: con là con gái hạ tiện, nước giếng thì trong, nhưng đối với người ở đẳng cấp trên, nước của con không sạch, chẳng có ai ngoài đẳng cấp của con uống nước giếng này cả. Ananda: tôi có hề hỏi cô thuộc đẳng cấp nào đâu, tôi chỉ xin nước uống. Brakiti: chẳng lẽ Ngài không biết sao? Trong xứ này có hai đẳng cấp, cấp trên và cấp dưới, con là người cấp dưới. Ananda: tôi đâu cần biết đẳng cấp của cô, tôi chỉ cần nước uống. Brakiti: làm sao con dâng nước cho Ngài được? Con là con gái hạ tiện, những người ở trong lâu đài đằng kia kìa, những người ấy thuộc cấp trên, còn những người như con, chúng con không có được cả quyền nhìn họ. Họ không dẫm chân lên bóng của chúng con. Khi chúng con đến gần, họ tránh. Nếu họ thấy chúng con, họ phải rửa mặt với nước hương hoa, vừa rửa vừa nói: ta vừa thấy dân hạ tiện. Vậy thì làm sao con dâng nước cho Ngài được? Làm sao con đến gần Ngài để dâng nước? Nếu bóng con trải trên người Ngài, Ngài cũng sẽ trở thành dân hạ tiện. Ananda: tôi không quan tâm gì đến đẳng cấp. Tôi chỉ biết rằng cô cũng là người như tôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói đẳng cấp có thể tạo ra khác biệt giữa người này với người kia. Tôi không chấp nhận ý nghĩa ấy. Tất cả mọi người mà tôi thấy đều có hai tay, hai chân, hai mắt, một miệng, một khuôn mặt, một mũi. Mặt trời đâu có mọc ở phương Tây đối với người cấp dưới. Các người này có bao giờ cảm nhận hạnh phúc hay khổ đau khác ai đâu. Khi ăn, bụng họ cũng đầy. Họ khác chỗ nào?
Rakiti. Bề ngoài không có gì khác lắm, nhưng những người ở cấp trên nhờ được xứng đáng mà sinh vào cấp trên. Chúng con thì phạm tội, vì vậy chúng con sinh vào cấp dưới. Họ sinh ra từ miệng Brahma, còn chúng con sinh ra từ bàn chân của Brahma. Chúng con không có quyền đọc kinh Vệ Đà, bởi vậy chúng con thấp kém mọi bậy. Chúng con là dân hạ tiện. Ananda, thầy của tôi không dạy như thế. Cô nghe tôi đọc câu này. Không ai sinh ra đã thành hạ tiện, không ai sinh ra đã thành bà la môn. Sợ hãi và thẹn thùng, cô thiếu nữ ngó quanh, tay run run. Cô cúi xuống đưa gạo nước, kề miệng bát rót đầy nước. Tôn giả Ananda cảm ơn cô rồi mang bát nước đi. Cô thiếu nữ nhìn theo cho đến khi Ananda khuất dạng đằng xa. Nhìn theo bóng tôn giả, cô gái như còn nghe văng vẳng bên tai. Xin cô bắt nước, xin cô bắt nước, xin cô bắt nước. Lời nói ngọt ngào làm sao, lời nói dịu dàng làm sao, người đâu mà đẹp thế? Chẳng lẽ không có giếng nước nào khác ở trong vùng này? Chẳng lẽ chỉ có nước ở giếng này thôi? Tại sao người ấy lại đến ngay mình xin nước? Chẳng lẽ mình là người con gái duy nhất trong vùng này? Mà có thật, người ấy chỉ xin nước thôi, không cần quan tâm rằng mình là con gái hạ tiện. Người ấy phải biết chứ, trẻ con cũng biết mình là dân hạ tiện, nhìn quần áo mình bận là biết ngay. Người đẹp đẽ kia là ai vậy? Từ đâu đến? Cảm ơn trời đưa người ấy đến tại giếng này. Nhờ người, tôi học được rằng tôi là người thiếu nữ. Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ tôi là thú vật, là thiếu nữ thú vật. Ôi, gương mặt quyến rũ, ôi, đôi mắt tràn ngập nhân từ. Ôi, giá như ngày nào cũng được dâng nước cho người, ngày nào cũng được nói với người vài lời. Nếu người lại đến, nhất quyết tôi không để cho người đi. Tôi sẽ mang người về nhà và giữ người lại. Nếu tôi được ngắm người, tôi không cần ăn uống. Xin cô bát nước, xin cô bát nước. Ôi, lời nói khắc sâu vào tận đáy lòng. Mẹ cô thiếu nữ hạ tiện. Rakiti, Rakiti, mẹ gọi con nãy giờ sao không thấy? Con gái tôi đi đâu rồi vậy? Có chuyện gì xảy ra với con? Bộ con mọc rễ bên bờ giếng rồi hay sao vậy? Lần nào đi lấy nước cũng thế, cứ trò chuyện xa đà với bạn bè thôi. Rakiti, Rakiti. Rakiti, mẹ ơi, con đây. Người mẹ, con đâu? Rakiti, con đây, bên giếng. Người mẹ, đã trưa rồi, đát đã nóng phỏng chân, con gái nhà người ta đi múc nước ra về cả rồi. Con còn la cà ở đấy làm gì vậy một mình? Rakiti, mẹ ơi, giọng nói ngọt ngào quá, mẹ ơi, xin cô bắt nước. Người mẹ, xin cô bắt nước, ai xin con nước? Rakiti, một người đàn ông trẻ đẹp vô ngần, đầu cạo, mình khoác áo vàng, tay bưng bát nước, một chàng thanh niên dáng dấp như Thái. Người mẹ, cạo đầu, làm sao một người đàn ông trẻ cạo đầu mà đẹp được? Bộ con không biết họ cạo đầu để đuổi cái đẹp đi. Rakiti, con không biết, nhưng người đàn ông ấy đẹp vô ngần, toàn thân người ấy sáng rực ánh vàng, cặp mắt dịu dàng, phong thái bình dị. Người ấy là hiện thân của nhân từ và bình dị. Người mẹ, người ấy có cùng đẳng cấp với mình không? Rakiti, có, người ấy nói cùng với con một đẳng cấp. Người mẹ, đẳng cấp gì? Rakiti, đẳng cấp người. Người mẹ, chắc con giấu đẳng cấp của con khi nói chuyện chứ gì? Bao nhiêu người hạ tiện ở vùng này không muốn lộ đẳng cấp của mình. Thái độ ấy thật là nhục nhã. Nếu ai cũng hãnh diện về đẳng cấp của mình, làm gì còn đẳng cấp thấp nữa? Con không nói cho người ấy biết con là con gái hạ tiện phải không? Rakiti, con nói con là hạ tiện, nhưng người ấy không chịu nhận như vậy. Người ấy chỉ nhắc đi nhắc lại xin nước uống thôi. Người ấy nói, một người trở thành bà la môn hay hạ tiện không phải do sinh ra mà do hành động. Người mẹ, người ấy nói gì nữa? Rakiti, người ấy nói, đừng làm trái lại tự do mà ta vốn có như là người. Chối bỏ bản chất người của mình bằng cách nghĩ rằng mình có một bản chất riêng. Bản chất riêng ấy là thấp, đáng khinh miệt, là không thay đổi được, là tai hại còn hơn là giết bản chất thật của mình.
thiếu tự trọng là một hành động thấp hèn hơn cả hủy diệt bản chất. Người ấy nói như vậy. Mọi người sinh ra trên trái đất này đều là những con người tự do. Người ấy nói, sau khi sinh ra như vậy, tự do bị thu hẹp lại vì những chướng ngại như chủng tộc, đẳng cấp, tôn giáo, ngôn ngữ, phong tục, cha mẹ, thầy giáo, giáo sĩ, tục lệ. Trong đầu con cứ nghĩ về con như là một người thấp hèn bị ràng buộc bởi tập tục xã hội. Con cứ nghĩ về con như là con chó hoang sục sạo tìm thức ăn thừa ngoài đường. Người ấy mang đến cho con ánh sáng. Con tưởng như sống một đời mới. Chỉ đến ngày hôm nay con mới học được rằng con là thành viên mới của xã hội loài người. Người ấy là ánh sáng. Người ấy là ánh sáng của con. Xin cô bắt nước. Xin cô bắt nước. Lời nói ngọt ngào làm sao? Người mẹ. Người ấy không biết gì về đẳng cấp hạ tiện. Nhưng con ơi, mẹ biết. Người ta sinh ra thế này hay thế nào là do nghiệp. Rakiti. Vậy những người đẳng cấp cao đã làm gì mà được sinh ra như vậy? Người mẹ. Họ cũng vậy, đó là kết quả của nghiệp. Rakiti. Dù thế nào chăng nữa, người ấy nói với con rằng người ta không trở thành cấp cao hay cấp thấp vì sinh ra như thế. Người ấy nói, dù là vua, dù là bà la môn, dù là tăng sĩ, nếu sát sinh, nếu trộm cắp, nếu tà dâm, nếu nói điều độc ác, nếu rượu chè say sưa thì đều là dân hạ tiện. Người mẹ, đó là điều mẹ vừa nói với con, đó là kết quả của nghiệp. Rakiti, mẹ ơi, không phải bất cứ điều gì cũng xảy ra vì nghiệp. Mình là dân hạ tiện, không phải vì nghiệp mà là vì xã hội. Con không muốn chấp nhận những chuyện vô nghĩa lý ấy. Người đàn ông trẻ xin con nước tên là gì? Đó là điều con muốn biết. Người ấy làm gì? Con chỉ muốn biết chuyện ấy thôi. Người mẹ. Mẹ đã hỏi rồi. Người ấy tên là Ananda. Người ấy là đệ tử của Phật. Người ấy thuộc dòng dõi Thích Ca. Rakiti. Người ấy làm gì? Người mẹ. Người ấy là một vị tăng đã từ bỏ đời sống trần tục. Rakiti. Mẹ ơi, người ấy tốt vô cùng. Con chẳng cần biết người ấy là ai. Con chỉ muốn được nhìn thấy người ấy mãi hoài. Con không thể sống không có người ấy. Con cần có Ananda. Nếu con không có được người ấy, con sẽ nhịn đói đến chết. Mẹ ơi, mẹ làm phù phép đi. Mẹ dùng hết phù phép mà mẹ biết để mang Ananda đến lại với con. Nếu không, mẹ sẽ không bao giờ thấy lại con gái độc nhất của mẹ. Con sẽ nhịn đói cho đến khi mẹ mang Ananda đến cho con. Người mẹ. Vua Kosala của chúng ta là người rất mộ Phật. Vua đến hậu Phật mỗi ngày. Nếu vua biết con yêu Ananda, vua sẽ đốt nhà con. Vua sẽ cấm dân hạ tiện chúng ta sống trong xứ này. Con làm hại mọi người trong đẳng cấp chúng ta. Rakiti. Nếu vậy thì mẹ đọc thần chú đi. Mẹ đọc thần chú thì Ananda đến liền. Con mà không có Ananda thì con sẽ chết. Người mẹ. Phật là người không còn dục vọng, mà Ananda thì biết thần chú của Phật. Phật chú diệt hết mọi thần chú. Thôi được, mẹ thương con, mẹ đọc thần chú cho con. Người mẹ đốt phân bò khô, cỏ khô, thêm củi vào cho lửa rực cháy. Bà ném hoa vào lửa, từng cánh, miệng đọc thần chú. Trong khi người mẹ hạ tiện đọc thần chú như vậy, tôn giả Ananda trong tịnh xá cảm thấy đầu óc bị rối loạn. Ngài rời tịnh xá và đi thẳng đến nhà mẹ con cô thiếu nữ hạ tiện. Thấy tôn giả từ xa đi đến, người mẹ bảo con gái sửa soạn giường gối. Ananda bước vào nhà, đứng lại lặng yên. Ngài để ý thấy cô thiếu nữ Prakriti trang điểm đỏm dáng và hiểu thâm ý của người mẹ. Tôn giả biết mình đang gặp nạn. Ngài bèn nghĩ đến Đức Phật và bằng ý nghĩ, Ngài cầu Phật hộ trì. Bằng tuệ nhãn, Đức Phật thấy Ananda đang gặp nạn, bèn đọc một câu chú. Thần chú của người mẹ tan biến. Tôn giả Ananda lấy lại được sáng suốt và trở về lại tịnh xá. Cô thiếu nữ Prakriti bảo mẹ làm cho Ananda quay trở lại. Nhưng người mẹ trả lời rằng, Phật chú dẹp tan mọi thần chú trên đời này. Bà nói với con gái, chắc Ananda đã đọc chú của Phật. Tôn giả Ananda thoát được phù phép của người mẹ, trở về tịnh xá, đảnh lễ Phật và cung kính đứng hầu bên cạnh. Phật nói với tôn giả, này Ananda, con phải nghe
phải nhớ kinh Sadassara Phi Già này. Đây là bài kinh sẽ hộ trì cho tăng, ni, thiện nam tín nữ. Này Ananda, con phải nhớ, phải suy ngẫm. Và Đức Phật đọc cho Ananda nghe. Ananda, người nào đọc kinh này, người ấy sẽ được tự do nếu bị hành hạ. Người ấy sẽ được giải phóng khỏi trừng phạt nếu có ai ra lệnh trừng phạt. Nếu người ấy khiếp sợ, người ấy sẽ được giải phóng khỏi khiếp sợ. Này Ananda, người nào được kinh này che chở sẽ không bao giờ bị một hành động gì vùi dập ngoài kết quả của nghiệp kiếp trước. Tôn giả Ananda thoát khỏi phù phép của mẹ cô gái, nhưng Rakiti, cô thiếu nữ hạ tiện, vẫn cứ yêu thầm ngài. Một ngày kia, tôn giả đi khất thực, Rakiti đi theo. Ananda không đi khất thực nữa, quay về lại tịnh xá, bạch Phật. Cô thiếu nữ đi theo gót tôn giả đến tịnh xá, đứng tần ngần trước cổng. Đức Phật cho gọi cô vào. Đức Phật, có thật là con cứ theo đuổi Ananda? Rakiti, bạch Thế Tôn, dạ đúng, con có theo đuổi. Đức Phật, tại sao? Rakiti, bạch Thế Tôn, để Ananda làm chồng của con. Đức Phật, song thân của con có bằng lòng như vậy không? Rakiti, cha mẹ con chấp thuận. Đức Phật, vậy con mời song thân của con đến đây. Rakiti đi về nhà, nói với cha mẹ rằng Đức Phật muốn gặp hai người, rồi cô đi cùng cha mẹ đến tịnh xá. Đức Phật, con gái của hai vị nói muốn có Ananda làm chồng, hai vị có đồng ý không? Cha mẹ cô thiếu nữ hạ tiện, bạch Thế Tôn, chúng con đồng ý. Con gái chúng con nói rằng nó không sống được nếu không có tôn giả Ananda. Nó nói nó sẽ tự tử nếu không lấy được tôn giả. Đức Phật, được rồi, hai vị có thể đi về nhà để Prakriti ở lại đây. Cha mẹ cô thiếu nữ đảnh lễ Phật rồi lui ra. Đức Phật, trong thành Savatthi này, con muốn bao nhiêu thanh niên cũng có. Tại sao con chỉ thương yêu Ananda? Prakriti, con thích chàng, con yêu chàng, lòng con sáng lên vì chàng. Con học được cách suy nghĩ tự do nhờ chàng. Nhờ chàng mà con hiểu rằng con là một người, thành viên của nhân loại. Chính chàng đã làm cho con biết con cũng có mọi ưu tiên, mọi quyền, mọi tự do mà bất cứ người nào cũng phải có. Trong lúc con bị xã hội ruồng rẫy, gạt bỏ xuống tận cùng hố rác, hành hạ với đòn roi của đẳng cấp, y như một con chó hoang, chàng là người duy nhất dạy cho con rằng con cũng là thành viên của chủng tộc loài người. Bởi vậy, chàng là ánh sáng của con, chàng là cuộc đời mới của con. Con không thể sống được nếu không có chàng. Chỉ thấy chàng là mắt con gặp ân huệ, giọng chàng ấm bên tai con, chàng nhìn con dịu dàng, lời nói nhân từ của chàng khắc sâu vào tim con phải có chàng. Đức Phật, được rồi, ta sẽ cho con Ananda, nhưng con phải theo lời ta nói. Rakiti, con làm bất cứ điều gì cũng được, nếu Thế Tôn cho con Ananda. Đức Phật, nếu con muốn Ananda, con cũng phải mặc áo như Ananda mặc. Ananda cạo đầu, con cũng phải cạo đầu. Ananda đắp y vàng, con cũng phải đắp y vàng. Nếu con làm những việc đó, con có thể có Ananda. Rakiti, bạch Thế Tôn, con sẽ chạy về nhà và sẽ trở lại đây sau khi làm những điều Thế Tôn bảo. Rakiti chạy về nhà, kể lại sự việc cho mẹ nghe. Người mẹ mắng cô. Rakiti khóc, cô nhịn đói. Người mẹ, con ơi, con điên rồi sao? Con tuyệt thực đến khi chết sao con? Rakiti, mẹ ơi, xin mẹ cạo đầu cho con, mẹ không làm, con sẽ chết thôi. Người mẹ, con điên rồi, con ơi, người phụ nữ đẹp nhất là ở nơi đầu tóc. Cạo đầu rồi thì nhan sắc đâu nữa? Con đuôi mù rồi sao? Có gì làm người phụ nữ xấu xí hơn nếu tóc con bị cắt, nếu đầu con bị gọt? Con sẽ xấu xí như thế nào? Trong thành Savatthi này có cô thiếu nữ nào đẹp bằng con đâu. Mẹ sẽ tìm cho con một chàng trai xứng đáng. Đừng vội con ạ, à, kiên nhẫn thêm chút nữa. Còn nhan sắc gì nữa nơi người con gái bị gọt tóc? Đừng có điên con ơi. Rakiti, con không muốn bất cứ ai khác, con chỉ muốn Ananda. Đối với con, chàng là tuyệt đẹp, mặt chàng sáng rực như vàng. Con thích quá cách chàng nhìn,
giọng ngọt của chàng, dáng uy nghi của chàng. Trên trái đất này con không muốn bất kỳ ai khác ngoài chàng. Người mẹ, thôi được rồi, con ăn đi. Rakiti, con nhịn đói cho đến khi nào mẹ gọt tóc cho con. Rakiti tuyệt thực cả mấy ngày sau đó, mẹ cô quá sợ cô chết phải cắt tóc cho con. Người mẹ, rồi đó bây giờ con giống như Nico, chắc chắn ai cũng sẽ thất vọng về con. Đây là mưu trước của thầy Ananda. Chẳng có ai trở về nhà sau khi bị ngải lừa, ngải có phép thôi miên. Rakiti, điều đó chẳng quan hệ gì. Con bất cần tất cả nếu được Ananda. Con bất cần nếu phải đi xin ngoài đường với chàng. Mẹ ơi, con chạy đến tỉnh xá Jetavana đây. Người mẹ, con đi đi, rồi xem việc gì xảy ra. Cô thiếu nữ Rakiti đầu trọc đi đến tỉnh xá Jetavana, mình đắp y vàng. Cô đảnh lễ Phật rồi chắp tay đứng hầu bên cạnh. Hàng trăm vị tăng, trong đó có Ananda ngồi quanh Phật. Rakiti, kính lễ Đức Thế Tôn, con đã làm y như lời Thế Tôn đã dặn, xin Thế Tôn cho con Ananda. Đức Phật, tốt lắm, con bây giờ xứng đáng để nhận Ananda. Trước khi ta trao Ananda cho con hãy trả lời ta vài câu. Rakiti, xin Thế Tôn cứ hỏi. Đức Phật, cái gì nơi Ananda làm con yêu thích? Dáng dấp, mặt mày, cặp mắt, cách nói, dáng đi, cái gì? Rakiti, đối với con, mặt Ananda tươi tốt, mũi đẹp, mắt dễ thương, tai mời gọi, giọng nói ngọt ngào, ý nghĩ đúng đắn, toàn thể dáng dấp đều quyến rũ. Như vậy đó, con yêu tất cả vẻ người của chàng. Đức Phật, con xem thân hình Ananda là đẹp, nhưng nếu da Ananda bị thương, da đó chảy máu, nếu không chữa lành, da đó sưng lên, nó đau, mủ chảy ra. Cái mà con tả là đẹp chỉ là bề ngoài con thấy, hạn chế nơi da bọc ngoài. Như vậy, vẻ đẹp hay vẻ quyến rũ chỉ là do cách nhìn bề ngoài da thịt. Nếu da của một người bị lột ra, chẳng ai thèm nhìn người đó nữa. Nếu cái gì ở bên trong thân thể bị lật ra bên ngoài, gió quạ sẽ đến tấn công, phải cầm gậy guộc đuổi đánh. Thân thể đó không phải làm bằng vàng bạc ngọc ngà, cũng không phải bằng đá quý san hô. Thân thể đó làm bằng xương, da, gân, thịt, máu, nước bọt, phân, vân vân. Thân thể đó không đáng giá gì cả khi con nhìn nó. Nếu con nhìn vào thực chất của nó đáng ghê tởm. Người không có trí tưởng rằng nó đẹp, thực chất nó vô thường như bọt nước, như bong bóng, tan biến như tia chớp, huyền ảo như ảo thuật, như giấc mộng. Thân thể là phù du, bất trắc giả dối. Nó giống như chiếc bao chứa đầy đồ phế thải. Khi nó bệnh hoạn, ta trở thành kẻ thù của chính ta. Nếu ta nhịn ăn một ngày, nếu ta không tắm một ngày, nếu ta không súc miệng một ngày, ta sẽ thấy chính ta là đáng tởm. Tất cả những gì ghê tởm ứa ra ngoài thân, thân thể là nơi nương tựa của bệnh hoạn, của buồn bã, của sợ hãi, của nguy khốn. Không ai biết mình sẽ chết hôm nay hay ngày mai. Đồ phế thải của thân thể làm chính ta ghê tởm. Thân thể là nhà chứa của ghê tởm. Ta không thể đem thân này đi theo được. Ta không cho ai thân này được. Bộ xương này gồm 300 đốt, không kể răng. Các đốt xương nối kết lại với nhau nơi 180 khớp, 900 gân cột thịt lại, 900 mảnh thịt bám chặt vào gân. Toàn thể bộ xương được da bao quanh, cho nên ta không thấy gì bên trong. Da được đánh bóng nhờ lớp sợi tơ đang kết. Thân này có hàng triệu lỗ chân lông. Đồ phế thải ứa ra ngoài thân như mở động quanh chảo. Đó là nơi trú ẩn của hàng triệu con trùng. Đó là nơi than khóc chọn làm chỗ ở. Đó là bị da chứa đồ phế thải với chín lỗ thoát hơi. Khi hơi thở lìa khỏi thân này, ai cũng sợ hãi, không dám sợ lên. Hai ngày sau, nó bốc mùi thối với đồ phế thải rỉ ra. Thương cái xác chết này hay thương cái xác chết kia, nào có gì khác nhau? Tình yêu là do ham muốn mà có. Ở đâu không còn ham muốn, ở đấy không còn đắm đuối. Ở đâu có tình yêu, ở đấy có buồn khổ.
Từ ngày con bắt đầu yêu Ananda, con đã thật chứng bao nhiêu buồn khổ, khóc lóc, thở than, mất ăn mất ngủ, suy nhược hôn mê. Tất cả những điều đó đâu có phải là hạnh phúc. Bây giờ con hãy suy nghĩ cho kỹ với trí tuệ của con, xem thử thân thể của Ananda có phải là cái gì cũng đáng yêu không? Rakiti, ôi, bạch đấng giác ngộ, con đã thấm sự thật qua lời giảng của ngài rồi. Con đã thấy thực chất nơi thân thể mà ngài tả. Lòng con nhẹ hơn khi nghe Thế Tôn nói. Con thông suốt mọi lời Thế Tôn dạy. Đức Phật, nếu thật như vậy, ta sẽ thực hiện lời hứa trao Ananda cho con. Bây giờ con có thể đi về nhà với Ananda. Rakiti, ôi, bạch đấng giác ngộ, con không cần tôn giả Ananda nữa. Lời Thế Tôn đã chữa lành tâm bệnh của con, chữa lành điên cuồng của con. Con không phải là người thiếu nữ có thể hạ mình xuống để điên cuồng như vậy nữa. Tất cả cơn đam mê đã lìa khỏi tâm con rồi. Xin Thế Tôn rủ lòng thương xót thâu nhận con vào ni đoàn của ngài. Đức Phật, đoàn thể tăng ni của ta rộng như biển. Bao nhiêu sông đều chảy vào biển, trộn chung nước với nhau. Chẳng còn phân biệt nước của sông này với nước của sông kia. Tất cả chỉ còn một tên là biển. Cũng vậy, ta không phân biệt người thấp hay cao, chủng tộc, đẳng cấp, xứ sở, ai cũng vào đoàn thể tăng ni của ta được cả. Khi vào, tất cả những gì khác biệt trước đây đều tan biến. Mọi người cùng sống với nhau như con chung một cha, mang tên chung là Phật tử. Bởi vậy, không có gì cản trở con gia nhập ni đoàn. Rakiti gia nhập ni đoàn và trở thành A-la-hán. Tin đồn về Đức Phật thu nhận một cô gái hạ tiện vào ni đoàn lan rộng ra khắp thành Savatthi. Giới tướng tá, bà La Môn, quý tộc, phú gia rúng động. Họ tự hỏi làm sao một phụ nữ hạ tiện khi trở thành ni cô có thể đi vào nhà một người sinh ở cấp trên. Làm sao một người sinh ở cấp trên có thể đến gần phụ nữ ấy? Làm sao người phụ nữ ấy có thể nhận thức ăn khất thực từ người sinh ở cấp cao? Họ đến thưa chuyện với vua Kosala. Vua cùng với một đoàn tùy tùng gồm những người trong đẳng cấp thượng lưu thân hành đến hỏi Phật. Đức Phật gọi cô Rakiti, tôn giả Ananda và tất cả tăng ni đến quanh ngài. Rồi ngài hỏi nhà vua và mọi người có muốn nghe kể chuyện kiếp trước của Rakiti không? Ai cũng muốn nghe, Đức Phật bèn kể. Thuở trước, bên bờ sông Hằng, có một vị tộc trưởng thuộc đẳng cấp hạ tiện tên là Trisanka. Vị ấy có một người con trai dung mạo thanh tú, thông minh, học hết kinh Vệ Đà. Khi thanh niên ấy đến tuổi lập gia đình, người cha đến cầu hôn con gái của một người bà La Môn. Người con gái ấy tên là Rakiti. Người bà La Môn tức giận, cho rằng việc cầu hôn ấy là sỉ nhục. Người tộc trưởng hạ tiện đem hết lý lẽ ra để giải thích rằng phân biệt đẳng cấp như vậy là không đúng, bởi vì ai cũng là người cả. Mai sau, người cha bà La Môn ấy học rộng, hiểu nhiều, nên nghe giải thích như vậy thì chấp nhận, bằng lòng gả con gái. Cô thiếu nữ Rakiti xinh đẹp của người bà La Môn thượng cấp kia chính là kiếp trước của Nico Rakiti đang có mặt ở đây. Con trai của vị tộc trưởng hạ tiện là Ananda. Ta là người tộc trưởng hạ tiện Trisanka của kiếp trước. Mọi người thích thú nghe chuyện, vua Kosala và tùy tùng đảnh lễ Phật rồi ra về. Câu chuyện thứ tư, vua A Dục hối lỗi. 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vị vua trị vì nước Ấn Độ tên là A Dục. Vua A Dục tính tình vô cùng tàn bạo, thích tự tay giết người và lấy chuyện giết người làm niềm vui. Ngày nào, vua A Dục cũng phải giết người mới vui. Ban đầu, ông chỉ giết những tội phạm trong tù. Về sau, số tội nhân không còn bao nhiêu, và cuối cùng không còn ai cho ông giết nữa. Nhưng ông lại quen với thói giết người rồi, nên phải quay sang bắt người vô tội đem ra giết. Vua quen giết người nên thấy đó là chuyện thường, nhưng dân chúng thì sợ hãi đến cực độ. Có một vị đại thần thấy thế không chịu đựng được nữa, nên đã dâng kiến nghị lên tâu rằng: Đại vương, mỗi ngày đại vương lấy việc tự tay giết người làm trò vui, nhưng ảnh hưởng của việc này đối với nhân tâm hiện tại đã không tốt, đối với hậu thế cũng không tốt.
nếu đại vương thích chuyện giết chóc, chúng thần có thể tìm một người hiếu sát làm chuyện ấy thế cho đại vương, để đại vương khỏi bị mang tiếng sát nhân. Chẳng hay đại vương thấy thế nào? A Dục Vương thấy giải pháp này rất hay nên chấp nhận, bảo họ đi tìm một người như thế. Các vị đại thần đi tìm khắp nơi, tìm một kẻ khát máu về làm đao phủ, nhưng không ai bằng lòng nhận lãnh làm việc này. Về sau, tại một địa phương hẻo lánh, họ tìm được một người tên là Kỳ Lệ. Đây là một người tính tình cực kỳ hung ác bạo ngược, tàn khốc không ai bị kịp. Người này sinh sống bằng nghề săn thú, chuyên môn dùng tên độc bắn chết thú vật, lại còn thích giết người, nên ai ai cũng xa lánh, chẳng dám đến gần. Kỳ Lệ đến thành Hoa Thị là thủ đô của vua A Dục. Vua gặp người sắp thay thế mình thì rất hài lòng. Kỳ Lệ xin vua A Dục xây cho mình một tòa nhà thật lớn dùng làm pháp trường, trong đó bày biện đủ các thứ khí cụ để giết người. Trong pháp trường họ còn đặt ra các phương pháp khác nhau để tra tấn giết chóc, và quyết định rằng hễ có người đặt chân vào tòa nhà này thì không có ngày trở ra. Vì thế tòa nhà này có tên là Địa Ngục Nhân Gian. Tại một vùng duyên hải có một cặp vợ chồng sinh được một đứa con trai. Vì họ sống ở ven biển nên đặt tên cho con là Vị Hải. Về sau, nhà này bị giặc cướp tấn công, hai vợ chồng chẳng may mất mạng. Chỉ còn lại Vị Hải, tuổi còn nhỏ mà đã mất cả cha lẫn mẹ, không biết phải làm sao mà sống. May quá có một vị tỳ kheo đi ngang chỗ ấy, thấy thế bèn đem Vị Hải về cho xuất gia. Vị Hải theo sư phụ xuất gia làm sa di, rất ngoan ngoãn, tinh tiến tu hành. Một hôm, vua đến thành Hoa Thị khất thực, thấy một tòa nhà cao lớn, muốn vào trong đó khất thực hóa duyên, nên mới tiến vào bên trong. Chú không thấy bóng dáng một người nào, mà chỉ thấy hai bên bày biện những khí cụ giết người rất ghê rợn. Chú lấy làm quái dị, vội vàng tìm đường thối lui. Nhưng bỗng nhiên, người giữ cửa tiến tới cản đường. Ê! Chú Sa Môn kia, chú không biết quy luật ở đây sao? Tòa nhà này có tên là Địa Ngục Nhân Gian, do Vô Ưu Đại Vương sai chủ nhân của ta là ông Kỳ Lệ về đây trấn thủ. Ai vào đây rồi là không được trở ra nữa. Lúc ấy, Kỳ Lệ nghe có tiếng người cũng bước ra, ngăn không cho Vị Hải tìm đường trốn thoát. Số của mì xui xẻo, thôi thì hãy ngoan ngoãn chờ chết đi. Vị Hải biết rằng lý luận với những kẻ không còn nhân tính này không ích lợi gì, nên nói: tôi không hề sợ chết, nhưng nghĩ mình tu hành chưa chứng được quả, thật là đáng tiếc. Bây giờ tôi chỉ xin các ông kỳ hạn cho tôi một tháng nữa thôi, cho phép tôi gia công tu hành, sau đó tôi sẽ để cho các ông tùy ý xử tử. Xin gia hạn ngày chết, mi thật là vọng tưởng. Nhưng thôi được, ta niệm tình mi còn nhỏ tuổi. Nhưng một tháng thì lâu quá, ta chỉ gia hạn cho mi 7 ngày nữa thôi. Vị Hải chỉ còn có 7 ngày nữa để sống. Chú bèn lui vào một góc nhà gia công tu hành, hy vọng trong thời gian 7 ngày ngắn ngủi có thể giác ngộ và chứng quả. Nhưng giác ngộ chứng quả không phải là chuyện dễ dàng, mà thời gian thì cứ thế mà từng ngày trôi qua. Hôm nay đã là qua tới ngày thứ 7 rồi. Vị Hải chỉ còn có ngày hôm nay để sống nữa thôi, ngày mai sẽ phải chịu sự tử hình. Thế mà hiện bây giờ, vọng niệm còn rối bời trong tâm của chú, còn giác ngộ và chứng quả thì chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Chiều tối, đến địa ngục Trần gian có thêm một người khách, đó là một thiếu nữ bị kết tội không trinh tiết. Vị Hải nhìn thấy tên Kỳ Lệ lòng lang dạ thú dùng chùy sắt đập vào đầu, vào mặt cô gái. Cô gái bị đánh đến lồi cả hai mắt ra ngoài. Bỗng nhiên, chú khởi tâm thương xót, và đối với thế gian thì lại khởi tâm yếm ly muốn xả bỏ. Chú chợt nhớ lại lời dạy của Đức Phật. Sắc thân con người do ngũ ấm hợp thành, rất mong manh và không có thật. Chú nhìn lại cô thiếu nữ nọ, bị đánh thêm một cái nữa là trong khoảnh khắc hồn lìa khỏi xác. Thân người thì không có gì chắc chắn, thế gian thì đầy khổ não. Nếu không phải là một thánh nhân giải thoát thì không có cách nào tránh khỏi khổ đau. Vị Hải lại nỗ lực quan sát thêm nữa. Đêm càng lúc càng đen và tâm của chú thì càng lúc càng sáng lạng. Chú chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, gia công tinh tiến thêm đắc nhị quả, tam quả và cuối cùng thành tựu được đại quả
A-la-hán. Lúc đó, bình minh của ngày thứ 8 đã bắt đầu ló dạng. Kỳ Lệ bước tới trước mặt vị hải và nói: 7 ngày đã qua rồi, hôm nay đã là qua ngày thứ 8, mi hãy chuẩn bị chờ chết đi. Vị hải trả lời rất điềm nhiên: Tốt lắm, tốt lắm, đêm đen của ta đã qua, ánh sáng của ta đã đến, ngày tốt đến rồi thì ông cứ việc tùy ý mà xử tử. Kỳ Lệ ném vị hải vào trong một cái nồi bằng đồng. Trong lòng nồi đựng đầy nước phân, nước tiểu dơ bẩn. Phía dưới thì đốt củi khô, lửa cháy đỏ hừng hực. Ánh lửa rực lên một góc trời. Lửa đốt thật lâu, nhưng nước cứ tiếp tục lạnh ngắt. Cả cái nồi đồng cũng chẳng nóng lên chút nào. Kỳ Lệ cho châm thêm lửa mà vẫn chẳng thấy nhiệt độ tăng lên. Hắn nổi cáo quát tháo người châm lửa là đồ vô dụng, rồi tự tay ném thêm vào lò rất nhiều củi gỗ và còn thêm than và dầu. Lửa bùng to hơn, nhưng nước trong nồi vẫn không chịu nóng. Hắn đưa mắt nhìn xem vị hải đã chết chưa, thì thật là không thể tưởng tượng được. Nước dơ bẩn ô uế kia đã biến thành thanh tịnh từ bao giờ. Trên mặt nước còn nổi lên những đóa hoa sen. Còn vị hải thì ngồi kiết già phu trên một đóa hoa sen ngàn cánh. Bốn phía rực lên ánh sáng rực rỡ, nhưng không phải là một thứ ánh sáng tầm thường, mà là ánh sáng màu hoàng kim, làm chói mắt người nhìn. Tên Kỳ Lệ hung ác ấy không biết phải làm gì hơn là đem chuyện này lên tâu với vua A Dục. Vua A Dục nghe chuyện, thấy đây là một sự kiện kỳ quái, nên đem thật nhiều đại thần tùy tùng đến xem thật hư ra sao. Thấy sự thật rồi, vua A Dục bỗng khởi lên một lòng tôn kính hy hữu, quỳ xuống đất, xấu hổ mà nói: Đại đức, xin hãy tha thứ cho bọn chúng con dốt nát. Bây giờ được thấy ngài như thế này, con rất là xấu hổ. Tất cả những thứ này đều do con gây tội. Xin ngài từ bi tha thứ cho chúng con, cứu độ cho tất cả chúng con. Tốt lắm, tốt lắm. Lúc Đức Phật còn tại thế, đã thọ ký cho ông rồi. Đức Phật có nói, 100 năm sau khi ngài nhập diệt, có một vị vua tên là A Dục sẽ là hộ pháp của Phật giáo, sẽ truyền bá pháp âm và dựng tháp tạo phúc. Vua A Dục nghe nói cách đây 100 năm mà Đức Phật đã biết sẽ có mình rồi, lại càng tăng thêm lòng tin và xin quy y Phật Pháp Tăng với vị hải. Bao nhiêu tâm ý ác độc đã tan biến hết, vua A Dục biết sám hối một cách chân thành nên được cứu độ. Vị hải rất vui mừng vì đã làm được một việc công đức cho chúng sinh. Vua A Dục cũng rất vui mừng vì đã tìm được chỗ quy y chân chính. Lúc vua A Dục lên tiếng thỉnh vị hải về cung với mình, thì tên Kỳ Lệ bảo tàng thấy vua A Dục sửa soạn lui về thành thì vội vàng tiến lên cản đường. Đại vương, chính ngài là người đưa ra quy luật là chỗ này chỉ có thể vào chứ không có thể ra. Bây giờ ngài cũng không được phép đi ra. Xin ngài ở lại chịu tội. Vua A Dục nghe thế giật mình kinh hoàng, nhưng ông tự trấn tĩnh lại ngay, hỏi rằng: Mi là người vào đây trước hay ta là người tới trước? Thần là người vào đây trước. Nếu Mi là người vào đây trước thì Mi sẽ bị trị tội trước. Đám đại thần tùy tùng của vua bèn tóm ngay Kỳ Lệ ném vào lửa cho chết cháy và dỡ tháo hủy diệt luôn căn nhà địa ngục trần gian ấy. Từ đó trở đi, vua A Dục dùng chính sách nhân từ trị dân, dựng tháp cúng dường, đưa Phật Pháp gieo rắc ở nước ngoài. Dân chúng do đó được sống những chuỗi ngày an lạc. Sám hối là con đường đưa đến sự cứu độ. Người bằng lòng sám hối là người được sống trong một cuộc đời mới. Như vua A Dục vốn là một người hung ác, thế mà chịu sám hối sửa lỗi, trong một niệm đã trở thành một người thiện lành. Sửa lỗi và sám hối thật là một pháp môn đại công đức, đáng tôn quý lắm vậy. Câu chuyện thứ 5: Trâu đen cứu chủ trả nợ tiền kiếp. Nợ thì phải hoàn trả, ấy là quy luật của vũ trụ. Thế nên, con người cũng chớ vì các món nợ khó đòi mà phải lao tâm khổ tứ. Bởi dẫu trước hay sau gì, thì món nợ ấy cũng phải được hoàn trả, vì vũ trụ là công bình. Vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, vùng Đông Bắc Trung Quốc có một thôn xóm. Trong thôn có một người họ Phương. Bởi mỗi ngày ông đều gánh dầu ăn ra chợ bán,
nên mọi người đều gọi ông là Vương Bán Dầu. Đầu mùa xuân năm ấy, vợ ông mắc phải bệnh nặng. Nửa năm nay, vì để chữa bệnh cho vợ, tất cả số tiền dành dụm được đều đã dùng hết. Để duy trì cuộc sống, ông đành phải tìm đến ông chủ xưởng ép dầu ở làng kế bên, vừa giải thích vừa phát thệ rằng: gần nửa năm nay, vợ tôi lâm trọng bệnh, kinh tế trong nhà thật sự rất là khó khăn. Trước hết, xin ông hãy cho tôi ứng tạm một ít dầu bán lấy tiền trang trải cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn sẽ tiếp tục bán dầu thuê cho ông. Đợi khi kinh tế khá hơn rồi, nhất định sẽ trả hết nợ nần. Nếu như trả không hết, kiếp sau, dù có làm trâu làm ngựa đi nữa, tôi cũng nhất định trả cho ông. Phương Bán Dầu đã bán dầu cho trưởng quầy, chủ xưởng được nhiều năm. Vậy nên, trưởng quầy biết rõ ông là người thật thà trung hậu, liền vui vẻ đồng ý. Từ đó, Phương Bán Dầu mỗi ngày đều tạm ứng dầu của chủ quầy, rồi gánh ra chợ bán. Số tiền kiếm được đi dùng để chữa bệnh cho vợ. Nửa năm sau đó, vợ ông vẫn qua đời. Họa vô đơn chí, sau khi vợ mất chẳng được bao lâu, ông cũng mắc phải bệnh nặng. Hơn nữa, bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng hơn. Vương Bán Dầu vốn là người coi trọng lời hứa. Một hôm, ông mang theo tấm thân tàn tạ bệnh tật đến gặp ông trưởng quầy, rồi vừa giải thích vừa thề rằng: nửa năm nay, tôi vẫn luôn ứng dầu của ông, tổng cộng đã nợ ông 20 lượng bạc. Vợ tôi mất rồi, thân tôi bây giờ cũng mang trọng bệnh. Đợi tôi kinh tế khá hơn, nhất định sẽ trả cho ông. Nếu như trả không hết, kiếp sau thân tôi dù có làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ hoàn trả cho ông. Không lâu sau, Vương Bán Dầu qua đời. Thiếu nợ thì phải trả, phát thệ cần phải hoàn thành. Đây là nguyên tắc của vũ trụ. Đúng vào ngày Vương Bán Dầu mất, trâu mẹ nhà trưởng quầy cũng đẻ được một con trâu màu đen. Vương Bán Dầu biết rất rõ rằng bản thân ông đã chuyển sinh thành trâu con mới đẻ của nhà trưởng quầy. Trưởng quầy từ trong tiềm thức cũng biết rằng con trâu đen này là Vương Bán Dầu chuyển sinh. Nhìn thấy bộ lông óng mượt của nó, ông có cảm giác vô cùng thân thiết. Khi con trâu đen được 3 tuổi, đã có thể tự mình cán đáng công việc của cả hai con ngựa cộng lại. Cối xay dầu cần đến hai con ngựa kéo, nhưng nó một mình có thể làm được. Một ngày mùa thu năm ấy, khi trâu đen được 5 tuổi, thôn làng của ông trưởng quầy xảy ra trận lũ lớn. Mọi người trong thôn đều bỏ chạy đến một vùng đất cao ngoài làng. Trưởng quầy cũng vội vàng cưỡi lên lưng trâu, dẫn cả nhà chạy ra khỏi làng. Ngoài thôn làng có một con sông, ngày thường người ta rất dễ băng qua. Bờ sông bên kia là một nơi cao, người sống ở đó có thể bình an. Tuy nhiên, con sông trước mắt bây giờ, dòng nước vừa sâu vừa chảy xiết. Có người trông thấy chẳng dám qua, còn những ai dám qua thì khi đến giữa dòng, cả người lẫn ngựa và xe đều bị nước lũ nhấn chìm. Con trâu đen kéo cả nhà trưởng quầy đến bên bờ sông, chẳng cần quan sát, nó liều cả mạng sống, thả mình xuống sông. Trâu đen vẫn cái đu lên, cứ mãi bơi về phía trước. Trâu đen bốn chân vươn ra như bốn cột nước. Tất cả người ngồi trên xe kéo đều cảm thấy như cứ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ phá tan tầng tầng lớp lớp sóng dữ, chẳng mấy chốc đã đến bờ bên kia. Tiếp đó, trâu đen lại dốc hết toàn bộ sức lực kéo cả nhà ông chủ lên đồi cao, đến nơi mới chịu dừng lại. Ông trưởng quầy bước xuống xe, nhìn về phía xóm thì chẳng thấy làng quê đâu nữa. Tất cả đều bị nhấn chìm trong biển nước. Những người liều mình qua sông cũng đều bị nước lũ cuốn trôi, không rõ tung tích. Chính nhờ con trâu đen này mà cả nhà ông may mắn sống sót. Trưởng quầy đến bên con trâu, dùng tay vuốt nhẹ lên bộ lông đen ống trên mình nó. Một hồi lâu, ông mới thốt nên lời: trâu ơi, thật vất vả cho ngươi quá. Mai nhờ có ngươi mà cả nhà ta được cứu sống. Đừng nói ngươi nợ ta 20 lạng bạc, cho dù cách 100 lượng, 1000 lượng đi nữa, vậy cũng đủ rồi. Không biết con trâu đen kia có nghe được những lời cảm kích của ông chủ dành cho nó hay không. Chỉ biết lời ông chủ vừa dứt, nó liền ngã nhào xuống đất và chết vì kiệt sức. Nó đã hoàn thành lời thề ước của chính mình. Câu chuyện thứ 6, đâu là sự thật? Sáng nay, trời mùa xuân quang đãng quá,
những mầm non đầy nhựa đang e ấp dưới những nách thân yêu của các kẻ lá, cành cây. Muôn chim đang hòa vui reo hót những bản nhạc mừng xuân líu lo lạnh lót. Gió xuân lùa nhẹ những làn hương trong sạch của muôn hoa, làm giảm bớt một ít u buồn của những khách trần gian tục lụy, đồng thời gạt vỡ những giọt sương còn bám chặt, đè nặng trên mình hoa lá. Phần thái dương đã bắt đầu lên, nhả những tia nắng vàng chiếu tỏa khắp không gian, đem lại loài người nguồn sinh lực vô biên, đánh tan sự đen tối của đêm dài đầy sợ hãi. Thành Xá Vệ đã trở về với những sự náo nhiệt của một đô thị lớn. Khắp các nẻo đường, người đi kẻ lại lăng xăng, nhất là con đường lớn vô ra cửa thành. Ô kìa, sao những người đi đường, họ đứng dừng lại và nép qua một bên đường hết thế kia? Họ còn đứng im ra dáng cung kính nữa. À, thì ra có Đức Phật từ vườn cấp cô độc vào thành hóa trai, đi gần đến họ. Phải, ai thấy Phật mà không cung kính cúi đầu cho được. Bước đi khoan thai, tướng người oai nghiêm, hùng dũng, sức sáng, của trí huệ cao siêu. Dường như không thể tiềm tàng hết trong người, phải tung phát ra ngoài. Thành muôn ngàn tia hòa quang rực rỡ. Đứng xa trong cũng đủ khiếp, lựa là phải đứng gần, càng ngắm lâu càng nép phục. Đức Phật vào thành theo đường phố, tuần tự hết nhà này sang nhà khác để hóa trai. Đi như thế ngót một tiếng đồng hồ, rồi bỗng nhiên Ngài đứng lại trước cổng một ngôi nhà khá sang trọng. Chẳng nói chẳng rằng, Ngài đứng im đấy thật lâu. Cửa cổng vẫn đóng kín và bên trong lặng lẽ tiếng người. Nếu nom kỹ, ta có thể thấy được bên trong vợ chồng chủ nhà và đứa con đang xung quanh mâm ăn thì phải. Đức Phật bèn thâu hào quang và dùng thần lực bay vào. Tại thành Xá Vệ này, có một ông trưởng giả giàu có vô số, thế mà ông lại là người keo kiệt nhất đời, không ưa làm việc bố thí, cũng không giúp đỡ ai bao giờ. Mỗi khi ăn, ông sai vợ đóng chặt cửa cổng, không tiếp bất cứ một ai. Hơn nữa, cửa cổng nhà ông ít khi mở. Ông rất sợ những vị sa môn đến hóa trai, và nhất là những người ăn mày. Ông keo kiết đến có tiếng khắp đô thành thì phải biết. Ngày hôm nay, ông nghe sao mà thèm thịt gà lạ thường, lại thêm thằng con cũng đồng một ao ước như ông. Sau một hồi tranh chấp trong cõi lòng, ông bèn quyết định bạo dạn bảo vợ làm thịt con gà trống tơ. Khi món ăn làm xong dọn lên mâm, lên bát, vợ chồng và con đồng nhau hỉ hả. Đang thích thú khen miếng ngon miếng béo, ép con mời vợ, ông trưởng giả bỗng giật nảy mình. Tiếng động chân của Đức Phật đã đến tận thềm. Đàn Việt, ông bà nên cúng dường cho các thầy sa môn được phước báo vô lượng. Đức Phật lên tiếng. Bị quấy rầy lại thêm keo kiết, trưởng giả nhà ta đổ cáo. Quái, trong lúc vợ chồng người ta đang ăn uống, ông lại đến kỳ kèo xin xỏ. Nếu biết sự xấu hổ, xin mời ông ra ngay cho. Trưởng giả là kẻ còn mê muội, tự mình không biết xấu hổ, chứ ta là nhà tu hóa trai, có gì mà phải hổ thẹn. Tôi và vợ tôi, con tôi đang ăn uống ngon lành như thế này, vui sướng như thế này mà ông bảo là xấu hổ à? Trưởng giả giết cha để ăn, lấy mẹ làm vợ, nuôi nấng cung cấp cho kẻ oán thù, đã không tự xấu hổ, còn lên mặt trở lại chê ta là nhà tu hành không biết thẹn à? Đạo sĩ nói thế nào? Nhà tu hành sao nói kỳ cào thế? Tôi giết cha lấy mẹ hồi nào? À, thì ra trưởng giả chưa hiểu gì cả. Con gà trống tơ đang dọn ăn trên mâm là cha của ông. Hồi trước vì bản tánh tham lam, keo kiết nên nhiều đời phải sanh làm loài gà để ăn bẩn có sai trả nghiệp. Vì nghiệp quả của ông ngày nay chấm dứt nên khiến ông thèm, con ông lại đốc thúc. Vợ ông tuy phải buộc lòng bắt gà làm thịt, trước khi giết bà ta vẫn đau khổ hung lắm, bởi vì oan nghiệt nhiều đời còn vương vấn. Đứa con của ông hiện đây đời trước nó là quỷ la sát, còn vợ ông bây giờ là mẹ ông hồi nhiều đời trước. Vì ái ân sâu nặng chưa dứt nên ngày nay phải làm vợ ông để trả cho hết tình yêu thương tiền kiếp. Ông vì si mê không thấu biết căn nguyên nên đành giết cha nuôi kẻ oán cừu, lấy mẹ làm vợ, thật là điên đảo luân thường.
chúng sinh vì nghiệp chướng che ngăn, tạo nghiệp, thọ quả, quay cuồng mãi mãi, sanh tử trôi lăn trong ba nẻo, sáu đường, không ngày nào cùng tận. Thật đáng hổ thẹn, đáng thương tiếc biết bao. Bạch Ngài, phải làm thế nào để có thể hiểu rõ được và bậc người nào mới có thể thoát khỏi vòng khổ lụy của sanh tử luân hồi? Xin Ngài từ bi báo cho chúng tôi thật muôn phần cảm tạ. Này thiện nam tử, những sự oan oan tương báo, tự khứ sanh lai, lặn hụp nổi chìm như thế, chỉ những bậc tu hành đã dứt trừ tất cả phiền não mê lầm, chứng đặng ngũ nhãn lục thông mới mong thoát khỏi. Còn ngoài ra đều khó tránh được sự trả vai của nhiều đời nhân quả. Tà này đã quan sát kỹ, thấy trưởng giả nhân tiền căn có gieo hột giống Phật vào thức điền. Dù trải qua nhiều kiếp luân hồi đền trả oan khiên, nhưng phước báo vẫn không mất. Ngày nay, nghiệp quả trả xong, căn lành thuần thục, nên ta khuyên trưởng giả hãy phát tâm cho mạnh mẽ, tinh tấn tu hành, kẻo ngày sau khó thoát. Kỳ diệu thay, lời của Đức Phật vừa thốt xong như liều thuốc trị bệnh. Ông trưởng giả sợ tháo mồ hôi, tóc lông đều dựng đứng. Phật liền hiện oai thần cho ông nhớ lại những tội khiên tiền kiếp. Bây giờ, ông trưởng giả hết sức ăn năn lại Phật để sám hối những tội khiên ông đã tạo và phát nguyện tu hành, mong thoát khỏi những tội nghiệp do ngu muội tạo ra. Tánh bỏng sẻn bỗng nhiên tan biến. Lại Ngài, nhờ thần lực của Ngài phá tan những lớp mây mờ trong đầu óc của con, ngày nay con mới thấy rõ đâu là sự thật. Bấy lâu nay con tưởng những cái gì xung quanh con, nào vợ, nào con, nào của cải, đều là chân thật của con, nên con mới lẫn tiếc từng đồng. Xét ra con vì nghiệp chướng ngăn che, càng nhận thấy càng chìm, nên càng mê muội, lấy giả làm chân, cho hư là thật. Ngày nay con đã rõ ra thì sự đã rồi. Mong nhờ ơn Ngài giải thoát giùm con thật muôn phần cảm tạ. Đức Phật nhận lời thâu nhận ông vào hàng đệ tử. Ông xin thọ năm giới của Phật, tu hành chứng đặng quả Tu Đà Hoàng. Câu chuyện thứ 7. Câu chuyện đôi chim ưng và cành cây. Ngày xưa, có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng từ ngoại quốc, là loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim ưng để huấn luyện. Một tháng đã trôi qua, và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim ưng đã bay phút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu. Vị vua mời thầy thuốc cùng pháp sư khắp nơi trên đất nước để đến xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay. Đức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình. Nhưng vào ngày hôm sau, khi nhìn qua cửa sổ cung điện, vị vua vẫn thấy con chim ưng chưa rời cành. Dù đã thử nhiều cách khác nhưng không cách nào thành công. Vị vua tự nghĩ, có thể ta cần một người thân thuộc với vùng quê để hiểu bản chất của vấn đề. Vì vậy, ông gọi quan cận thần của mình rồi hỏi, hãy đi mời một người nông dân. Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Ông nói với quan cận thần, mời người đã làm ra phép lạ này đến đây. Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến để diện kiến trước đức vua. Nhà vua hỏi ông ta, làm cách nào mà ngươi làm cho con chim ưng bay được vậy? Kính cẩn cúi đầu, người nông dân trả lời, thưa điện hạ, không có gì khó cả, tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi. Tất cả chúng ta đều có thể bay, bởi đó là tiềm năng đáng kinh ngạc của con người. Nhưng theo thời gian, chúng ta ngồi trên những cành cây của mình, rồi dính mắc vào những thứ thân thuộc mà quên mất bản năng của mình. Khả năng của con người vô tận, nhưng hầu hết chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn khai phá hết. Chúng ta thích những thứ quen thuộc, thoải mái và thú vui trần tục. Vì vậy, phần lớn cuộc đời, chúng ta sống tầm thường thay vì thú vị, ly kỳ và đầy ý nghĩa. Hãy học để phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi mà chúng ta bám vào và giải thoát bản thân để có thể bay lên một cách huy hoàng.